Thưa quý vị, giữa bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông vẫn đang diễn biến phức tạp, các nguồn tin Iraq sáng ngày 26 tháng 1 cho biết căn cứ của quân đội Mỹ tại nước này tiếp tục bị tấn công bởi máy bay không người lái do các nhóm vũ trang chưa xác định danh tính thực hiện. Vụ tấn công mới nhất xảy ra đêm 25 tháng 1 với phương tiện tấn công là một máy bay không người lái mang thuốc nổ. Mục tiêu bị tập kích là căn cứ không quân mắt hổ được quân đội Mỹ sử dụng để huấn luyện các lực lượng an ninh Iraq ở khu vực tỉnh Banba, miền Tây Iraq. Các nguồn tin không đề cập thương vong và thiệt hại do vụ tấn công gây ra, nhưng nhắc lại rằng căn cứ mắt hổ là một trong những mục tiêu bị tập kích nhiều nhất trong làn sóng các cuộc tấn công dồn dập nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Iraq và Syria sau khi chiến sự nổ ra tại giải Gaza giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas vào tháng 10 năm 2023. Vài giờ trước cuộc tập kích vào căn cứ mắt hồ, lực lượng chống khủng bố ở miền Bắc Iraq thông báo bắn hạ một máy bay không người lái mang thuốc nổ gần một căn cứ có lực lượng Mỹ đóng quân sát thành phố Abin thuộc khu vực của người quốc. Vụ tấn công không gây ra bất kỳ thương vong nào. Cho đến sáng 26 tháng 1, chưa có tổ chức nào tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công mới nhất này. Trước đó, nhóm thánh chiến lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq đã nhận trách nhiệm thực hiện phần lớn các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ Mỹ ở Iraq và Syria thời gian qua, nhằm đáp trả việc Washington ủng hộ Israel trong cuộc chiến đẫm máu với Hamas ở giải Gaza, khiến nhiều người Palestine thiệt mạng. Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật tình hình cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Chiến thắng quyết định của cựu tổng thống Donald Trump trong hai cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang Iowa và bang New Hampshire gần như chắc chắn về những gì mà chiến dịch tái tranh cử của ông Joe Biden đã dự đoán trong nhiều tháng, đó là màn tái đấu Trump Biden vào tháng 11 tới. Song, con đường dẫn đến chiến thắng của ông Biden được cho là dường như sẽ không hề dễ dàng. Các cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Biden thừa nhận cuộc đua năm nay sẽ rất xích sao. Tuy nhiên, họ tin rằng ông Biden sẽ giành chiến thắng, ngay cả khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đường kim Tổng thống Mỹ có tỷ lệ ủng hộ ngang bằng với người tiền nhiệm Donald Trump. Để đánh bại ông Trump một lần nữa, như đã làm vào năm 2020, nhóm của ông Biden tập trung vào việc công kích đối thủ. Cảnh báo rằng cựu Tổng thống gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ Mỹ, quyền phá thai và các quyền tự do cá nhân khác. Họ đang dựa vào cách tiếp cận này để lôi kéo sự ủng hộ của các cử tri độc lập ngoài những cử tri trung thành với Đảng Dân chủ. Ông Biden, 81 tuổi, quyết định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai chủ yếu vì tin rằng ông sẽ một lần nữa đối đầu với ông Donald Trump, 77 tuổi. Ông Biden tin rằng ông là ứng cử viên tiềm năng nhất của Đảng Dân chủ để đánh bại cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2024. Tại một sự kiện gây quỹ vào tháng trước, Tổng thống Biden đã nói: nếu ông Trump không tranh cử, tôi không chắc mình sẽ tranh cử một lần nữa. Chúng ta không thể để ông Trump thắng. Người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Biden, Julie Chavez Rodriguez, nói với phóng viên ngày 24 tháng 1 rằng, kết quả ở New Hampshire cho thấy ông Donald Trump gần như nắm chắc đề cử của Đảng Cộng hòa. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy hầu hết cử tri Đảng Cộng hòa không quan tâm đến các cáo trạng hình sự của ông Trump và nhiều người tin vào những tuyên bố sai sự thật rằng ông Biden đã không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 một cách công bằng. Các trợ lý chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết, tại thời điểm này, hầu hết người Mỹ đều yêu hoặc ghét ông Trump và điều này cũng đúng với cả ông Biden. Cuộc bầu cử năm 2024 sẽ tập trung vào việc ai có thể tìm được cử tri của mình và vận động sự ủng hộ của họ. Ông Trump đã cáo buộc ông Biden và các đảng viên đảng Dân Chủ đang gây hoang mang. Cuộc đối đầu Trump-Biden năm 2024 sẽ là trận tái đấu thứ bảy trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ nhưng là lần đầu tiên kể từ khi tổng thống đảng Cộng hòa Dwight Eisenhower đối mặt với ứng cử viên đảng Dân chủ Adlai Stevenson lần thứ hai liên tiếp trong cuộc bầu cử năm 1956, đội ngũ chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Biden đã bổ sung thêm các thành viên kỳ cựu từng tham gia chiến dịch năm 2020. Đầu tháng này, điều phối viên cơ sở hạ tầng của Nhà trắng và cựu thị trưởng New Orleans Mitch Landrieu đã trở thành đồng chủ tịch quốc gia của chiến dịch tranh cử một thành viên kỳ cựu khác trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Đảng Dân Chủ, Dan Kaninen đã quay trở lại với nhiệm vụ ở các bang chiến trường. Ngày 23 tháng 1, Phó tránh văn phòng Nhà Trắng Jen O'Malley Dillon và Cố vấn cấp cao Mike Donilon cũng tham gia chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Biden. Cả hai đều là những thành viên có đóng góp quan trọng cho thành công của chiến dịch năm 2020. Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris trong những tuần tới sẽ đến thăm các bang quan trọng có nhiều khả năng quyết định cuộc bầu cử nhất. Chiến dịch của ông Biden hiện cũng có đội ngũ ở từng bang trong số 7 bang đang cạnh tranh gay gắt mà họ coi là chiến trường, trong đó có Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Ông Biden sẽ tập trung chủ yếu vào các vấn đề kinh tế và cũng sẽ có những bài phát biểu nảy lửa hơn về mối đe dọa mà ông cho rằng cựu Tổng thống Trump Trump có thể đặt ra cho nền dân chủ. Sau chiến thắng của ông Trump ở Iowa và New Hampshire, hoạt động gây quỹ của ông Biden đã bắt đầu ngay lập tức. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 1, hội chữ thập đỏ Nigeria cho biết ít nhất 55 người đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công mới vào ngày 22 và ngày 23 tháng 1 tại bang Plateau phía Bắc miền Trung Nigeria, nơi bạo lực liên cộng đồng gây chết người liên tục diễn ra kể từ lễ giáng sinh. Theo lãnh đạo cộng đồng, bất chấp lệnh giới nghiêm được áp đặt hôm 22 tháng 1, tại quân Manu, các trường học nơi thờ cúng và nhà cửa vẫn bị đốt cháy và lục soát trong cả hai vụ tấn công. Hiệp hội phát triển Mvagavun, một tổ chức quy tụ các thành viên của nhóm dân tộc Mvagavun, chủ yếu là người theo đạo thiên chúa, cáo buộc những người chăn nuôi Hồi giáo Fulani đã tấn công làng Kavahat Lalek và giết chết khoảng 30 người. Báo cáo này đã được một quan chức cứu trợ địa phương và một nguồn nhân đạo tại chỗ xác nhận chủ tịch địa phương của hội chữ thập đỏ Nigeria. Ông Nuruddin Hassani Magai nói, hai trại dành cho những người phải di rời đã được thành lập ở thị trấn Mangu cho khoảng 1.500 người. Thống đốc bang Plato đã công bố lệnh giới nghiêm hôm 22 tháng 1 sau khi một cuộc đụng độ mới nổ ra do tranh chấp giữa một người chăn nuôi di chuyển gia súc của mình và những cư dân khác sử dụng đường bộ. Vụ tấn công thứ hai diễn ra tại thị trấn Mangu cũng trong khoảng thời gian nói trên. Trong khi đó, cảnh sát Nigeria xác nhận 17 người bị bắt. Đây là những người bị cáo buộc đã tham gia vào các cuộc tấn công trong dịp Giáng sinh năm 2023 và các vụ bạo lực gần đây khác trong khu vực. Thưa quý vị, kẻ vượt ngục D. Marcus K. Davis, 20 tuổi, đã phải vẫy xe đi nhờ người qua đường để về đồn cảnh sát đầu thú do không chịu nổi lạnh sau 40 phút trốn khỏi nơi giam giữ. D. Marcus K. Davis, 20 tuổi, bị truy tố về hai tội hiếp dâm trẻ em vào tháng 6 năm 2023 tại quận Shelby, bang Tennessee. Ngày 14 tháng 1, Davis bị một sĩ quan ở Sở Cảnh sát Memphis, bang Tennessee, Mỹ áp giải từ một cơ sở tạm giam đến nhà tù quận Shelby, xong bất ngờ nhảy ra khỏi xe với còng số 8 vượt khóa trên tay. Cảnh sát cho biết khi trốn chạy anh ta mặc áo hoodie, quần jean. Theo kênh dự báo thời tiết The Weather Channel, khi đó tuyết đang rơi rất nặng, hạt ở Memphis Nhiệt độ thấp nhất là âm 13 độ C và nhiệt độ cao nhất là âm 6 độ C. Cảnh sát cho biết vào khoảng 23 giờ 35 phút, chỉ 40 phút sau vụ đào tàu, anh ta đã đến nộp mình ở đồn cảnh sát. Davis khai đã chạy thuộc mạng 15 phút, được 600 mét thì không thể chịu nổi thời tiết quá lạnh, nên đã vẫy xe như người đi đường chờ đến đồn cảnh sát gần nhất. Davis đã bị bắt lại và hiện bị cáo buộc thêm tội đào tẩu. Một nhân viên điều dưỡng đã bị kiện do sơ suất gây tử vong cho một người đàn ông tên Lý Lâm, 71 tuổi, sống tại quận Hải Thành, thành phố Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc. Ông Lâm đã qua đời khi hóc nghẹn đồ ăn do điều dưỡng nấu. Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 25 phút ngày 9 tháng 1, người điều dưỡng tên Ngô đã mang bữa sáng gồm rau, bánh bao và thịt viên có kích thước bằng quả bóng bàn đến cho ông Lâm ăn. Sau đó, ông Ngô lấy điện thoại di động ra chụp ảnh bữa sáng gửi vào nhóm WeChat của gia đình. Camera giám sát trong nhà cho thấy lúc 9 giờ 35 phút, ông Lâm đưa miếng thịt viên vào miệng, không nhai mà nuốt chừng, dẫn đến nghẹn. Lúc này, người điều dưỡng không có mặt tại bàn ăn. Đến lúc điều dưỡng Ngô biết và sơ cứu nhưng tình trạng ông Lâm không cải thiện, Ông Lâm sau đó được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng tử vong vào lúc 12 giờ 25 phút do tắc nghẽn đường hô hấp và bệnh não do thiếu oxy, thiếu máu cục bộ vì nuốt phải thức ăn. Gia đình nạn nhân sau đó đã báo cảnh sát, cáo buộc điều dưỡng viên sơ suất gây tử vong. Tuy nhiên, công an địa phương cho rằng sự việc không phải án hình sự nên người nhà ông Lâm quyết định đệ đơn kiện dân sự để đòi bồi thường.